Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố vào tuần qua nói rằng Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi trung chuyển mà còn tiêu thụ sản xuất ma túy. Trước xác nhận của lãnh đạo thành phố, nhiều cử tri lo lắng tình trạng nghiện ma túy không được kiểm soát, có thể đã và đang diễn ra ngày càng nhiều. Thậm chí, ma túy đã len lỏi vào học đường, gây ảnh hưởng cho giới trẻ. Nhiều cử tri đề nghị thành phố cần phải có chế tài mạnh tay với người nghiện và nâng cao công tác cai nghiện tập trung. Ghi nhận tình hình thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh trong tuần qua, chúng tôi được chỉ dẫn đến ấp Đông Lân 11, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, gần bến xe An Sương, tiếp giáp quận 12, nơi được cho là địa điểm tập trung hút chích ma túy công khai. Bỏ ngỏ quản lý của chính quyền địa phương khiến người dân lo sợ. Chuyên môn mà chạy ở Đồng Mã, tôi biết vô núp ở trong kẹt trong hốc rồi chích thôi. Sợ mấy chứ đó, tôi mà thấy tôi chạy không. Vừa quẹo vô cái là thấy hai ba người đang chích. Có khi á, thì đi tới ngã ba hay là lề đường gì có lưỡi lam nè, hoặc là những cái ống chích nè, mà ống chích còn có máu trong đó nữa. Ra tôi cứ thấy vậy á, nhiều lúc tôi lấy cái tờ giấy, tôi lượm giấy ở đâu á, tôi tính, tôi dục cho vô thùng rác hay dục ở đâu xa. Tôi sợ mấy đứa con nít nhỏ nó thấy nó cầm nó chơi, nó chơi hay là nhiều khi người ta con nít nó chạy chơi rồi nó đạp trúng thì cũng có hai người chết rồi. Nó vô nó chích xong bắt đầu nó đi ra, nó cứ liên tục vậy á, còn nó mua hàng ở đâu thì mình không biết. Nhưng mà nó thẳng ra là nó vô đó nó chích. Nó chích xong nó dục kim đầy đàn này đóng nặng á, có khi nó chết cũng nặng nữa. Kim chích đò một lần mà làm dãy mã nó lụm một lần cả thùng vậy nè, ghê lắm. Trước đó, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh ông Ngô Minh Châu tại thảo luận về dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi cho biết có đến 70% tội phạm cướp giật là người nghiện ma túy. Có những trường hợp người nghiện ma túy trở thành kẻ giết người, thậm chí giết nhiều người. Số liệu của ông Châu đưa ra có lẽ khá chính xác khi phần đông người dân tại huyện Hóc Môn hàng ngày chứng kiến các cảnh cướp giật, giết người tại khu vực họ sinh sống cũng cho rằng tội phạm đa số là con nghiện. Rất là bức xúc vì tình hình mà nó về đây rồi dân nữa, dân cũng tứ xứ tùm lum hết á, nó về nó chích rồi nó đục kim rồi lại cái mất an ninh lắm, cướp nữa là cướp rồi chặn đường nữa cướp ra rồi xe cộ cũng mất, ta gấp bị mất xe hoài cũng lâu lâu rồi có chiến dịch ở ngoài xã rồi vô rồi bắt đầu dọn dẹp rồi bữa trước bữa sau rồi nó cũng như vậy à. Nhiều khi mấy người đi đường rồi nó chặn rồi nó cướp luôn. Sợ ke nhiều lắm con ạ. Vô chích đạp hàng rào vô cũng chích. Nó ngồi đây nó chích đây và nói nó cũng nghe. Riết nó là thành ra ăn trộm, ăn cắp, đụng cái gì nó quơ cái nấy sợ bà không dám ra ngoài đó. Theo số liệu thống kê mới nhất từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, người sử dụng ma túy chủ yếu là thanh thiếu niên có độ tuổi từ 18 đến 35, chiếm đến 60%. Tính đến tháng 9 năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh, có khoảng 27.000 người nghiện ma túy. Trong đó, người nghiện có mặt tại địa phương hơn 11.590 người, chiếm hơn 43%. Đang cai nghiện tại cơ sở chữa bệnh 14.200 người, chiếm tỷ lệ 52%. Vi phạm pháp luật hình sự đang bị giam giữ tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ hơn 1.130 người, chiếm tỷ lệ hơn 4,2%. Tuy nhiên, con số trên chưa thật sự chính xác, vì số người nghiện chưa được thống kê còn tiềm ẩn rất lớn. Qua khảo sát cuối năm 2018, ghi nhận tỷ lệ sót lọt có thể lên đến 80%, số người nghiện đã được thống kê chỉ chiếm tỷ lệ 20%. Nghĩa là có khả năng số người nghiện, người sử dụng ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có thể lên đến gần 100.000 người.